Nhóm dự án đã công bố video ghi lại quá trình lắp ráp mô hình cao gần 190 cm với trang phục giống như các phi hành gia đã mặc trong khi thực hiện nhiệm vụ khám phá mặt trăng của mình. Mô hình này được ghép từ hơn 30.000 miếng Lego, các chi tiết đều được nhà sản xuất lắp ráp kỹ lưỡng sao cho giống với bộ đồ thật nhất. Mô hình thậm chí còn có hình ảnh phản chiếu cảnh tượng trên mặt trăng trên lớp kính ở mũ bảo hiểm. Tác phẩm này đã mất tới gần 300 giờ để hoàn thành. Mô hình phiên gia này sẽ được trưng bày tại lễ hội Apollo 50 ở Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia ở thủ đô Washington, DC, Mỹ trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7.